À, chào các bạn. Tiếp theo mình nghiên cứu về tuồng thư nhưng ở trong dàn nhạc. Ví dụ như chúng ta thực hiện tuồng cái nhạc về số ghế ngồi rồi họ tên sinh viên rồi lớp chẳng hạn để dạng lên trên ghế để sắp xếp chỗ ngồi cho sinh viên chẳng hạn. Thì để thực hiện tạo cái nhạc á, thì chúng ta thực hiện chọn Meulin, chọn stamp framework và chúng ta chọn là label. Sau đó chúng ta có thể đi định nghĩa các cái label, ví dụ như là cái top là cái khoảng cách từ cái lề trên của tờ giấy đến cái nhạc đầu tiên, hoặc là size margin là cái lề của bên trái tờ giấy, rồi label height là chiều cao của nhạc, hay là label width là chiều rộng của cái nhạc. Hay ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái nhạc là có chiều cao là 3, chiều rộng là 6 và chúng ta tạo là bề ngang là 3 cái nhạc và bề dọc là 8 cái chẳng hạn. Thì để làm như vậy chúng ta chọn là Meulin, stamp và chọn label. À, chúng ta có thể chọn là New Label để thực hiện design một cái mới. Ví dụ đây, thì chúng ta đặt tên của một cái nhạc, tên cho cái nhạc. Rồi chúng ta quy định cái lề trên, lề trái, chiều cao của nhạc, chiều rộng của nhạc. Theo chiều ngang là có 3 cái và theo chiều dọc có 4 cái trên một cái khổ giấy này. Và ở đây chúng ta chọn cái khổ giấy là size là A4. Rồi từ khoảng cách từ cái nhạc này đến nhạc sau là 7 cm và từ nhạc này đến nhạc phía dưới là 3,5 cm. Rồi chúng ta bấm OK. OK. Ở đây nó tạo nhạc rồi, tuy nhiên chúng ta không thấy được cái nét thì chúng ta có thể kẻ cái nét để chúng ta dễ nhìn hơn. Thì chọn vào cái table và chúng ta chọn cái nét kẻ. Ví dụ như là chúng ta chọn cái nét kẻ đứt thôi. OK. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái nét kẻ của cái nhạc. Tiếp theo, chúng ta chọn cái là dữ liệu nguồn, sử dụng danh sách tồn tại và chúng ta chọn dữ liệu nguồn ở đây. Dữ liệu nguồn ở đây là chúng ta tổ chức ở trên một cái file và nó nằm ở trên cái sheet 1. OK. Tiếp theo chúng ta gõ vào cái gọi là ví dụ như là số ghế. Hay là họ tên và lớp. Rồi chúng ta tiến hành chèn các trường vào insert mức view. Số ghế chúng ta chọn vào là số ghế ngồi, họ tên chúng ta chọn vào là họ tên và lớp chúng ta chọn lớp. Sau đó các bạn có thể bấm vào là Update Label để thực hiện update. Tiếp theo chúng ta bấm vào là Preview Result để xem được cái kết quả. Như vậy đây là các cái kết quả. Rồi bây giờ chúng ta xuất ra, ví dụ như ta chọn là Finish và xuất ra một cái văn bản mới và xuất ra hết luôn. OK. Rồi chúng ta sẽ có được một cái các cái label, hay một cái văn bản này chứa các cái label.